Chào các bạn, hôm nay Tranh Tường Tuân Hương lại rảnh rỗi và lại quay lại video vẽ một mẫu giả đá màu xanh dương cho các bạn tham khảo. Để vẽ được mẫu này chúng ta cần chuẩn bị hai màu, thứ nhất là màu xanh dương này, thứ hai là màu sơn nước trắng. Màu xanh dương này chúng ta có thể nhìn như cốc ở bên trên này, chúng ta chọn trên cây màu và pha màu kiểu như vậy, đậm hơn một chút hoặc nhạt hơn một chút cũng được. Hoặc là nếu chúng ta tiện hơn có màu 3D thì sẽ dùng màu 3D cộng với ít sơn nước trắng. Nói về cách làm thì vẫn dụng cụ vẽ cũng là một miếng mút thôi, còn trong miền Nam như gọi là miếng bọt thì phải. Dùng miếng mút này chúng ta dập nền và chúng ta vẽ vân. Về cách thức làm thì vẫn không khác gì những video trước, còn điều ở video này thì chúng ta sẽ làm phủ mờ hơn một chút. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì có thể bình luận ở dưới video, mình sẽ giải đáp thắc mắc nhé. Chúc các bạn thành công. Như mẫu trên thì là màn hình bên phải đây thì là mình đã hoàn thiện rồi nhưng chưa phủ bóng nhé. Nếu các bạn phun khoảng 2-3 lớp 2K và bóng 2K có nhiều ô tô thì nó sẽ tôn lên rất là nhiều.